Cảm giác của anh khi đập QNT lên cộng 8 anh. Vui em ạ, vui thực sự. Em xem video thì em cũng biết đấy, nhìn mặt anh là biết anh vui. Thực sự rất là vui luôn, lần đầu tiên luôn á. Đầu tiên mà anh lúc cái lúc đấy anh còn trong tâm trí anh lúc đấy phản xạ của anh nhìn vào màn hình ấy, anh còn không tin vào mắt mình ấy là anh đã đập lên cộng 8. Anh còn nhìn kỹ lại một lần nữa ấy, cái đầu óc anh loát lại một lần nữa. Kệ thôi anh ơi, chửi thì chúng nó tạo nghiệp. Anh công nhận là dạo này anh công nhận là có nghiệp thật. Không phải là anh được tận mắt hóng thấy nhưng không phải chứng kiến đâu, nhưng mà anh hóng được. Hiểu nhiều nhiều nghiệp kinh lắm. Cứ chửi đi, nghiệp còn chết cho mẹ chúng mày thôi. Nghiệp đều đến nhanh lắm anh em ạ, sợ thật. Có những cái câu chuyện tôi không tiện kể ra vì nó rất là drama, nhưng mà nó có những nghiệp thật, có nghiệp thật anh em ạ. Tương lai nối nghiệp anh vodka quang ấy. Nối nghiệp thì không dám, nhưng mà mình đập thẻ theo cái xu xu hướng là không chuyên nghiệp được như anh Quang đâu, nhưng mình đập vui thôi, cảm xúc thôi anh em ạ. Bởi vì anh Quang kiểu đập nhiều lên cộng 8 rồi thì nó nhan nhả rồi ấy, mình thì cảm xúc thực sự luôn, đập được một con thôi mình đã hạnh phúc lắm rồi. Mỗi người một style. Ừ, mỗi người một style, nhưng style đấy không hợp với anh. Tốt nhất là các bạn đừng nhắc đến bài đấy nhá. Please. Cảm ơn. Nhắc đến người đấy. Người nào đó. Một người nào đó đứng bên em vô hình. Giấu đi những tâm tư của mình mà. Này, các bạn ơi, tôi từng tự hỏi là nếu mà tôi hát lên ý, mà nó hát hay quá, nó giống với cả người chính diễn diễn viên à nhầm, ca sĩ hát quá ấy, thì tôi có bị bản quyền không nhỉ? Châm, kênh Nemo của chị Châm là gì vậy? Anh Bông Min tên là Châm Min em. Em cứ search Châm Min là có hai kênh, là một Châm Min của Nemo Show này, một cái là một Châm Min Game, là sim game. Không à, không à. Cái gì đấy? Ai? Ai? Tay nhau ra của anh hôm qua được phát Sặc. trên rất á, được lên VTV luôn. Khó chịu nhỉ. Lại trên mình mở thẻ anh ơi. Mở thẻ à? Được, hôm nay nói chung là tôi muốn chơi những cái game mà tôi có thể ngồi tôi mở thẻ, tôi ngồi chill, tôi muốn nói chuyện với anh em ấy. Những cái game FIFA rất là hợp lý luôn đấy. Tôi sẽ chơi những game như thế. À, tôi nghĩ là tôi chơi hát các game thì cũng hay thôi, nhưng mà sợ là tôi nghĩ kỹ rồi, tôi nghe nhiều người cũng nói rồi, bây giờ kiểu viewer cần gì? Viewer cần tâm sự anh em ạ, viewer cần nói chuyện và tương tác. Viewer cần kể nghe kể chuyện chứ viewer nó đéo cần xem những cái thằng chơi hay đâu, chơi hay chúng nó lên Shroud nó xem rồi. Thật. Chơi hay thì đéo nó phải xem mình, nó đi xem Shroud rồi rủng nó tội đéo phải xem mình đúng không? Xem sầm lồn thôi, nên bây giờ tôi không chơi hạt mấy game kia nữa đâu. Nghĩ kỹ rồi. Một nhạc sếp nữa hợp lý. Ồ, nhạc sếp kiểu đéo bị bản quyền ý. Hôm qua anh làm video cái video đập thẻ anh qua Quang lên cộng 8 hôm qua là bị bản quyền ấy. Bản quyền bài của mấy bài của Remastic ấy, nên là chắc là anh sẽ hạn chế bật đi. Nghe thì vẫn được, nhưng mà những cái đoạn cái chỗ nào làm video thì anh không nên nghe. Sao anh không chơi Conan với mọi người vậy anh á? Cái lúc anh định chơi thì server nó bị full ý. Đợt đấy em mở server public. Xong lúc sau thì mọi người lại chơi server riêng rồi. Nhưng mà lúc đấy thì mọi người lại chơi kiểu nhanh quá rồi ấy. Nên thôi tôi không chơi nữa. Tôi nghĩ đến cảnh tôi đi đập đá xây nhà kiểu tôi lười anh em ạ. Chris có người yêu rồi, em buồn quá Vâng ơi. Trời ơi, biết an ủi em như nào bây giờ em. Crush à? Crush à? Cả đời em thì anh nghĩ là sẽ có hàng trăm cô crush chứ không phải chỉ một bãi đâu, nên là bỏ qua em ạ. Đừng buồn. Kênh chị Mâm là Châm, là Châm Min đúng không anh? Ừ. HM Châm Min là cái gì nhỉ? Châm Min thôi. Châm Min Game. Anh Pino. Đấy, nhắc các bạn mà nhớ mẹ tôi vừa cách đây tầm 10 phút tôi vừa xem được bức ảnh anh Pino chụp. Mới hôm kia gặp gặp chị Doan thôi mà nó vẫn ở trong trong bụng chị Doan, thế mà hôm nay đã tòi ra rồi anh em ạ. Nhìn đáng yêu phết. Thời gian sắp tới thì tôi nghĩ là anh Pino cũng bận bịu đấy. Anh em ạ. Mở hình em bé có nên mở không anh em nhỉ? Anh em xem chưa? Anh em xem chưa nhở? Để tôi mở cho anh em xem. Có nên mở không nhở? Ảnh em bé thì cũng hơi nhạy cảm ấy.
Thôi cứ mở đi, không sao không sao đâu, mình cũng không ý gì cả, mình hiểu ý tốt thôi. Tức là ừ, với cả anh Pino cũng đăng lên Facebook rồi mà. Đây nè, đây là 2 cân 36 à mọi người, hay 2 cân 63 nhỉ, 2.63 hay 36,2 cân. Đây bị chụp bị ngược anh em ạ, 2,63 63 cân, 2,63 cân. Wow, đáng yêu thực sự. Bin à? Em trai của ông Win à? Cháu ông Win à? Bin, Bin G. Miền Bắc người anh gọi ta anh là Bin G, sao sai người ta gọi anh là Bin Z. À đâu, Bin nhầm ngược ngược. Miền Bắc người ta gọi anh là Bin Z, sao sai của anh là Bin G. Xinh nhỉ? Xinh không anh em? 36,2 độ à? Oh my god. Ở đây là độ C anh em ơi. Tôi cứ tưởng là nó có cân luôn anh em ạ. Tôi chưa đi đẻ bao giờ anh em thông cảm nhé. Làm gì đã đi đẻ bao giờ đâu mà biết. Đã đi đẻ bao giờ đâu mà biết. Trời ơi. Xinh quá. Anh em phải gặp Cáo cơ. Cáo cũng đáng yêu. Cáo đáng yêu lắm. Cáo mà Cáo kiểu trộm vía không quấy mấy đâu. Toàn ngủ thôi. Ủa mình comment ở đâu rồi, chơi đi đâu rồi? Đây rồi. Ui. Tôi đã đi đẻ rồi. Ừ, chưa kinh nghiệm anh em. Người đàn ông không con, chưa vợ. Cái gì đây? Cái đéo gì đây? Tại em đây. Đây, con này có chúng trong cuộc đời. Đánh mắt em. Clear lắm anh ơi. Còn 20. Cái tiếng nó to lắm, với lại cái giọng nói to đâu, hát bé mà. Tôi đang feeling em hiểu không? Feeling, dạo này thích hát lắm. Thích nghe hát và thích hát lắm. Cái lúc đấy là đang stream bắn custom Ấn Độ ấy, mình phiêu linh tí bởi anh em cũng chả có việc gì làm, đang đi bo thôi mà chả có ai để bắn nhau á. Tôi là lớn tuổi cả, ngủ nghỉ nó thất thường, cho nên rất là ồn. Buôn bán thì nhiều người nói, nếu quay nói lại thì cũng không có nghi. Với mục đích phát và tiếp sóng các chương trình phát thanh cũng như phát các thông báo cho người dân khi cần thiết, hệ thống loa đường phố được thành phố Tuy Hòa lắp đặt tại các khu dân cư. Đến nay tôi thể các bạn nha, nhưng mà nếu mà có beat ý, thì tôi hát hay vãi lồn luôn ý. Nếu mà ghép beat vào nữa ý, chả qua là kiểu châm quay ở ngoài xong rồi nó không có beat nên nó nghe kiểu bị buột cười một tí thôi, hơi bị dở hơi một tí thôi. Nhưng mà nếu mà có nhạc thì hay lắm, kiểu nó feeling good vãi lồn. Buông đôi tay nhau ra. Buông đôi tay ra. Buông đôi tay nhau ra. Đéo buông bịt mẹ. Xin đừng quay lưng. Lạc trôi giữa trời. Cái gì mà cắt được từ những buổi giờ chim khác nhau đấy hả? Thấy đã vừa nghe. Vừa hai phải thôi chứ. Thế là đủ rồi. Có những cái tin thì không cần nghe nữa. Anh hát đi hả? Mình làm sao cho cái giò phát. Này nói thật với các bạn nhá, hát nó không phải là kiểu cứ hát là hát được đâu. Tôi là con người kiểu phải có cảm xúc một chút, phải có feeling good một chút thì tôi mới hát được anh em ạ. Kiểu nghe thấy nhạc là cho nó hợp lý thì nó mới hay được. Mình khác nó ít lại. Không muốn nghe vẫn bị đập vào tai. Không thể tắt đi, cũng không thể dời nhà đi chỗ khác. Chủ ngôi nhà này chọn cách đóng cửa vào những khung giờ loa đường phố hoạt động. Ừ, nhưng mà thực ra thì xem cái phóng sự này thì mình cũng nhận ra mấy điều là khổ thân mấy nhà, mấy người kiểu ở dưới mặt đất ấy. Tôi ở chung cư thì tôi cũng không ít khi được biết cảm giác của nhà mặt đất ấy. Thực ra là được ở nhiều rồi nhưng mà ít khi kiểu nhà mặt đường như này mà. Bây giờ chẳng hạn như cái loa nó cứ chĩa vào hàng ngày xong đến 7 giờ sáng nó phát kiểu thông báo các kiểu, khó mà ngủ được đấy. Ở gần nhà tôi thì có một cái doanh trại quân đội anh em ạ. Cứ đúng 7 giờ sáng là nó sẽ thổi kèo, kèn hay gọi là cái gì, gọi là cái gì nhỉ, hú loa ấy. Nó để báo động để cho mấy anh chiến sĩ dậy ấy. Kiểu nó, mấy cái bài nó lặp đi lặp lại ấy, nên tôi bị ám ảnh luôn ấy. Nên là có bao giờ tôi ngủ lúc 7 giờ đâu. Tôi phải 7 rưỡi tôi mới dám đi ngủ đấy anh em. Thế không phải là tại tôi đấy anh em. Ngủ muộn không phải tại tôi đâu. Cái lồng mẹ trong quả ảnh vã lộn nhỉ. Comment gì trông ngầu nhỉ. Hát hay như thế. Thế mà bị
ghét thật buồn. Anh đi nghĩa vụ chưa? Anh bị bệnh em ạ, anh bị xoang giai đoạn cuối à nhầm. Gọi là gì nhỉ? Xoang mãn tính em ạ, nên anh không không phải đi em ạ. Nhìn anh em nhìn tôi xem, anh em nhìn tôi trên các video hay là bất kỳ video nào hay là tất cả các hình ảnh mà anh em được biết đến tôi xem, stream tôi chẳng hạn, anh em thấy tôi có gầy không? Có yếu ớt không? Có hợp để đi nghĩa vụ không? Không hề. Tôi chỉ hợp để ngồi stream cho anh em sầm lồn anh em xem thôi. Anh em ạ. Mỗi người có một điểm mạnh, đó là tôi thì tôi mạnh điểm ngồi stream, tôi không mạnh điểm đi quân sự đâu. Anh ơi, năm nay thăm em thi cấp 3, em có thích một bạn nữ học khác lớp. Em có inbox face được mấy lần, nhưng em không nói tên mấy lần đi qua nhau. Mấy lần, từ từ đọc hết đã. Mấy lần đi qua nhau bạn ấy cũng hay nhìn em, cho em xin lời khuyên với ạ. Là sao nhở? Em đã từng inbox cho bạn ấy mà bạn lại không biết tên em. Em dùng Facebook clone à? Trời ơi em ơi, thời gian có hạn em ơi, cấp 3 chỉ có 3 năm thôi. 3 năm thôi, nó không như cấp 2 là 4 năm, cũng không như cấp 1 là 5 năm. Em ạ, thời gian ngắn lắm, anh nghĩ là em nên chủ động với một cái Facebook thật. Hoặc là em đừng có chat Facebook nữa đi, đừng có tình yêu qua mạng nữa đi. Em đứng thức thẳng trước mặt bạn ấy và nói luôn đi. Trời ơi, nhiều khi con gái lại thích sự mạnh bạo ấy, chứ không thích kiểu giòn rén như em đâu. Em đừng kiểu tỏ ra cool ngầu, đéo ngầu chút nào đâu em ạ. Việc đấy chỉ làm em đánh mất đi một người mà em thích thôi. Anh nghĩ thế. Mà đừng dùng Facebook clone nhá, trong bất kỳ hoàn cảnh nào em nhá. Nói cũng phải có mẹ danh xưng, cũng phải có mẹ tên tuổi, địa chỉ nhà đàng hoàng rõ ràng chứ, thì người ta biết chứ. Lời nói mới có trọng lượng cho em. Em inbox vào một cái Facebook clone thì đéo chó nó dép em à. Người yêu em bỏ em rồi, anh cho em xin lời khuyên với ạ. Câu hỏi rất là chung chung các bạn ạ, khá là chung chung. Anh khuyên em là nếu mà em cảm thấy buồn nhá, nếu mà em cảm thấy buồn thì em nên tìm những cái niềm vui được. Trước Zigu học cùng anh à? Ừ, Zigu học bạn cùng lớp với anh mà. Nếu như ai không biết thì bạn Zigu ở Game Home Zigu 1 là bạn cùng lớp với mình, bạn thân luôn á. Thì biết tại sao thân không anh em? Thích chơi game. Thích chơi game chứ sao? Fuckboy á. Này nhá, tôi kể cho các bạn nghe nhá. Tôi yêu nhưng mà tôi không fuck bất kỳ một ai cả nhá. Tôi yêu vì trái tim này này anh em ạ. Tôi yêu vì trái tim này, vì cảm xúc ở trong tim này, chứ tôi không về cái chim. Ok. Tôi không fuck bất kỳ ai cả luôn, thề luôn đi. Mẹ bé tí tuổi đầu fuck phục cái lồn gì. Điên à? Yêu lấy kinh nghiệm thôi. Thì được cái hồi cấp 2 cũng kiểu có cái mác lớp trưởng, xong rồi cũng cao giáo, trắng trẻo đẹp trai tí, học cũng giỏi lớp trưởng các kiểu. Lại còn học trường xịn nữa, trường cũng mẹ giỏi nữa, cũng còn thuộc dạng giỏi. Thì đấy, thì nó có một chút mác, xong rồi mẹ nói chuyện cũng vui tính nữa, xong rồi đấy, thì đấy, anh em biết đấy, mác đấy thì đủ, quá đủ để đi tán gái rồi. Easy man. Điều ấy thôi, ai điêu mẹ, chả lẽ tôi bây giờ lôi tôi một thằng bạn cấp 2 đưa đây tôi kể cho các ông này. Tôi nhá, tôi có thể mẹ, nếu mà tất cả các vần của tên người yêu của tôi có thể mẹ rap thành một bài hát dài 5 phút cho các ông nghe luôn. Các ông tin không? Tôi đủ các loại vần luôn anh em ạ, đủ các loại tên luôn. Đấy là hồi đi học thôi nhá, không tính. Em ạ. Chứ không phải là trước khi yêu em đâu. Đéo tin á, vẫn đéo tin à? Ít mẹ, xem Facebook từng người thì hơi vô duyên nhỉ? Thôi không, tôi nói thế thôi, ai tin thì tin. Thật đấy. Thật đấy anh em ạ. Câu hỏi em yêu bạn cùng lớp xong chia tay, anh cho em lời khuyên với chứ em thấy khó khăn quá. Có gì mà khó khăn? Hồi xưa anh nói thật với em là anh... cứ kể ra anh cũng yêu các bạn, có hai bạn ở cùng lớp anh yêu, xong rồi hai bạn là bạn thân luôn em ạ. Thật
Nhìn tệ nó trêu trêu lắm, hồi tình yêu bọ xít nó buồn cười lắm anh em ạ. Tôi kể ra bây giờ mà có những cái đứa oh my god. Cảm ơn bạn ẩn danh nha, bạn Anonymous. Tôi cũng không biết thế nào cái từ ấy như nào, nhưng mà cảm ơn bạn nhiều nha. Cảm ơn anh, cảm ơn em, cảm ơn chị, cảm ơn chú gì đó. Ui, lâu lắm rồi được donate PayPal nhiều như thế luôn á. Thích thực sự. Chú. Thích thực. Tiếp thì câu chuyện cũ này mình thôi kể đi cho vui nhá, đang đông vui anh em mà. Ừ thì hồi xưa đấy, trong lớp nhá, như này, nó có một hội bạn thân chơi với nhau. À, tôi và một thằng bạn thân của tôi. Tôi kể rút gọn một chút đi thì cứ có bốn nhân vật đi. Tôi, bốn nhân vật đúng. Tôi, thằng bạn tôi thân tôi với cả hai bạn nữ nữa chơi thân với nhau. Ừ. Thì tôi là tôi đi, còn bạn thân tôi là con trai là A đi. Hai bạn nữ kia là bạn C và bạn D. Ok. Lúc đầu nhá các bạn nhá, thì thằng bạn thân tôi là thằng A. Nó rất là thích bạn C, à bạn D. A thích D rất là lâu rồi. Tỏ tình rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà không được. Thì đấy, nhưng mà anh ấy vì sao không? Bởi vì D lại thích tôi. Và D lại thích tôi. Nhưng tôi lại thích bạn C. Và bạn C cũng thích tôi. Thế là câu chuyện đó đi mà nó phức tạp vách cả lồn ý. Thì các bạn nó cứ kiểu nó kiểu anh em hiểu nó tranh nhau không? Kiểu tranh nhau không? Anh em hiểu nó kiểu bị tranh nhau, nó bị phức tạp ý. Còn tôi là người sẽ được kiểu lựa chọn ý. Nhưng mà đương nhiên là tôi chọn người tôi thích rồi. Đúng không? Ừ. Nó bị phức tạp ý. Nhưng mà cuối cùng anh em biết như nào không? Bạn C và bạn D cuối cùng thì thằng bạn tôi là bạn thằng A đấy thì nó đéo yêu ai cả nữa. Nó không không được chấp nhận bởi bất kỳ ai cả. Thì nó cũng hết năm cấp 2 nó cũng không yêu ai cả nữa. Khổ thân nó mãi lồn. Nhưng mà tôi lại nó nói nào nhỉ? Tôi lại yêu cả hai bạn kia luôn ý. Anh em hiểu không? Nghĩa là tôi yêu bạn C xong rồi yêu được một thời gian thì chia tay thì quay sang yêu bạn D. Ít mà nghe nó kiểu nghe nó kiểu nó chả gì hay, xấu hổ vãi lồn ý. Tại sao mình lại kể câu chuyện để ra nhỉ? Không phải bắt cả hai tay, tôi phải chia tay bạn kia rồi tôi mới dám yêu bạn này chứ. Bởi vì xong rồi hai bạn này là bạn thân nữa chứ. Ít có mẹ nó phức tạp vách cả lồn ạ. Không, cái câu chuyện này là thật sự ấy, nhưng mà đấy chỉ là tình yêu em bọ xít thôi. Cái thời tôi học lớp 7, lớp 6, lớp 7 thôi, thật. Mà nó bị kiểu trớ trêu vãi lồn ý anh em ạ. Và tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn khởi khổ thân thằng bạn tôi. Giờ tôi vẫn rất là thân với nó luôn ý. Nghe kiểu máy đít đó là gì mà máy đít anh chip. Lớp 6, lớp 7 đít đủng cái gì. Trời ơi, tình yêu trong sáng vãi lồn. Không. Anh em hiểu không? Anh em hiểu, nói chung anh em có hiểu câu chuyện không? Thì cứ Dũng nói với anh em rồi đấy. Tôi có được có cái mark là thứ nhất là lớp trưởng này, thứ hai là học giỏi, này thông minh này, hài hước các kiểu nữa. Thì có thể là không đẹp trai lắm đâu nhưng mà nó dễ gây ấn tượng với bọn con gái anh em ạ. Không may đấy, cả lớp 6, lớp 7 đi đủng cái gì trời ơi. Toàn chuyện 18 cộng lớp 6, lớp 7 biết cái gì đâu. Anh đừng có bốc phét đó. Anh không bốc phét thật. Anh kể. Đấy. Kể ra thì các bạn bảo bốc phét, xong các bạn bảo máy địt. Bây giờ biết giải thích như nào? Chả lẽ em gọi thằng bạn thân vào tôi kể cho anh em tin à? Đấy. Nhưng mà Từ đó tôi rút ra được một triết lý cuộc sống là đi mẹ. Trong cuộc sống này có những người người thì bốn hộp sữa mẹ, trong khi đó bạn thân của người ấy lại đéo có mình nào. Điệt mẹ đen vãi lồn. Đây. Thì tôi cái lúc trong đầu ấy tôi nghĩ là mẹ bây giờ yêu trong lớp. Ừ, mình đã lỡ yêu hai người mất rồi, lại có hai đứa bạn thân. Ừ, bây giờ mình mà yêu tiếp thì nó bị buồn cười ấy. Chả lẽ mình yêu mẹ hết gái lớp mình. Thế nên là mình phải cần một cái gì đó xu ngoại lên một tí, hướng ngoại lên một tí. Anh em hiểu không? Thế nên là tôi chuyển qua gì anh em biết không? Yêu khác lớp.
đi mẹ đỉnh cao luôn. Thì yêu khác lớp thì đợt đấy mình yêu mấy đứa nhỉ? Ủa nghĩ cũng buồn cười anh em ạ, bởi tôi nghĩ lại thấy buồn cười, nó bị nâng cấp dần lên đấy anh em. Hello anh. Ôi hello Gibu nha, hello em. Bình thường thì anh hay nói câu địt mẹ Gibu, nhưng mà lần này thì anh sẽ nói là cảm ơn Gibu nhiều nha, cảm ơn em. Không, yêu khác lớp. Yêu khác lớp thì năm lớp 7 thì mình có yêu hai bạn khác lớp. Nhưng mà hai bạn khác lớp này lại là cùng lớp với của nhau, thế mới buồn cười. Thì đấy. Thì nhưng mà yêu hai bạn này thì cũng không có gì đặc sắc đâu, thì nó cũng đi theo năm tháng, thì tuổi mình lớn lên dần đi thì mình sẽ yêu theo kiểu khác đi dần dần hơn ý. Hồi đầu thì yêu kiểu chim chuột, kiểu nắm tay, kiểu hôn má kiểu, nhưng mà dần dần thì sẽ là hôn môi các kiểu đấy. Hồi lớp 7 lớp 8 là biết hôn môi rồi. Dần dần thì sẽ dần dần như thế. Ghét mày. Người yêu cũ đang xem, mình không nhắc tên các bạn ấy thì làm sao mình động chạm được với các bạn ấy. Đây là câu chuyện thật của đời mình được kể mà, đúng không? Đúng không? Thì đó. Hồi đấy thì bắt đầu là tôi không phải tôi nữa mà thằng bạn, bạn thân tôi nhưng không phải thằng A lúc đấy đâu nha anh em, không phải thằng A lúc đấy. Thì cũng là một bạn thân tôi đó, bắt đầu mẹ mở đầu chiến dịch yêu khác lớp bằng cách là nó yêu một bạn ở lớp lớp gì đấy. Xong rồi tôi thấy thế mà, mẹ bây giờ thằng bạn mình có người yêu ở khác lớp rồi, thế tại sao mình không yêu cái bạn đứa bạn thân của cái người yêu của bạn mình đi, kiểu cho nó kiểu có cùng hội ấy, đi chơi cho nó cùng bè ấy, đi chơi cho vui ấy. Thế nên là tôi thế là tôi 18 rồi bạn, anh em hiểu không? Anh em hiểu không? 18 bạn này xong yêu một thời gian, xong rồi tôi cảm giác kiểu ừ, xong lại chia tay. Tôi bảo đi mẹ sao yêu lùn, yêu ngắn thế. Thế tôi mới kiểu cay, tôi lại tìm kiếm một tình yêu đích thực của tôi tiếp. Thì tôi phải tìm kiếm đến khi nào mẹ tôi tìm được bạn nào kiểu mẹ mày yêu mình thật là lâu dài mà, đúng không? Làm sao mà dừng lại được? Chúng ta không dừng lại, ở đây chúng ta không dừng lại anh em ạ. Thì đấy, thì yêu thêm một bạn nữa. Thế là năm cấp 3, năm cấp 2 mình yêu tổng cộng 5 đứa. Đúng ta. À không, đấy mới chỉ ở hết lớp 7 thôi. Đấy chỉ mới chỉ là hết lớp 7 thôi anh em ạ. Thôi chết mẹ rồi, nghĩ lại rồi đi mẹ sao nhiều thế nhở. Chết con mẹ rồi. Anh tặng em một cái thẻ Garena để tí mở cho nó có nhiều gói. Ok anh... ok Phong ơi, ok Phong. Cảm ơn Phong nha. Thì đấy, thì mẹ vã lồn ạ. Để tính ra thì những cái câu chuyện mình vừa kể thì nó mới chỉ ở hết lớp 7 thôi mà đã 4 bạn rồi. Vã lồn nó nhiều nhỉ? Có nên kể lớp 8 nhỉ? Đấy mà lúc tán mình bảo mới yêu hai người thôi. Hai người chân thật. Thôi đi. Không tính mấy tình yêu chim chóc. Không phải phắc boy địt mẹ, mấy ông này buồn cười nhà trẻ con, mẹ phắc phủng cái gì? Ai mà biết mấy cái trò đấy. Còn yêu cũng chỉ cùng lắm là hôn má, hôn môi thôi. Mẹ phắc là cái gì vậy? Hôn môi á. Ui, chát luôn nhảy. Ui. Ui, cái gì vậy? Anh phải bấm. Trời chết chắc rồi. Bởi gấp trường. Vì vậy mày nói thế là không được nha. Mày không tôn trọng trẻ em nha. Trẻ em là tương lai của thế giới ngày đấy. Mày biết không? Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, ok chưa? Không lăng nhăng nha. Nhưng mà nhất quyết là không lăng nhăng nha anh em. Không hề lăng nhăng nha. Phải yêu xong bạn này thì mới yêu bạn khác nha. Không có chuyện là đang yêu bạn này mà yêu xong rồi yêu bạn khác xong rồi mới chia tay bạn kia đâu. Không hề. Nha anh em. Thì đấy, hết đấy là câu chuyện của năm lớp 7. Đấy là câu chuyện là bọn tôi sẽ đầu óc tôi bắt đầu phát triển lên tại sao chúng ta không yêu những cái bạn ở xa mình hơn một chút. Đấy, dần đầu óc tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu xa anh em hiểu không? Yêu xa. Thì đấy, yêu xa khác lớp. Thì lên lớp 8. Lên lớp 8 thì đấy thì lớp 7 thì yêu cái bạn cách mình 2 lớp rồi. Thì lên lớp 8 tôi quyết định là tôi sẽ yêu một bạn. Yêu một bạn cách xa mình 4 lớp, gấp đôi cái cũ đi thế. Thì câu chuyện lớp 8 thì nó đơn giản lắm. Câu chuyện lớp 8 thì yêu hết năm lớp 8 thôi. Nhưng mà năm lớp 9 thì mình không yêu đương gì nữa. Mình bắt đầu kiểu chùm chăn rau của Refund đây rồi. Cảm ơn ăn đâu nhá, cảm ơn bạn. Lộn gì đấy, chăn rau thì mẹ sao bảo con cái thì nó ra là rau vậy. Thì đấy là câu chuyện lớp 8. Tôi bắt đầu kiểu yêu xong cái bạn đấy gần như là cuối cùng rồi.
của cấp 2 tôi rồi. Ờ đúng là cuối cùng. À nó không, đi mẹ nó lại là đéo phải cuối cùng anh em ạ. Chết dở. Hello à. Mẹ, cảm ơn em nha. Cảm ơn, hello em. Đi con mẹ, nó lại nghĩ đi nghĩ kỹ lại, nó lại cũng đéo phải cuối cùng anh em ạ. Đi tới tôi chỉ muốn kể hết hết cho nhanh thôi, không anh em cứ mà chửi tôi là fuckboy ý. Đấy, nhưng hôm nay chúng ta chỉ dừng lại ở câu chuyện cấp 2 thôi nhá. Thì nó là lớp 8. Đấy, yêu bạn xong. Thì đấy, yêu cách nhau 4 lớp đúng không? Gấp đôi cũ đúng không? Thì đấy, và là 4 lớp. Thì yêu xong. Xong rồi cũng khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian lâu nhất mà tôi không có người yêu ấy, để từ năm giữa năm lớp 8 đến gần hết năm lớp 9, cuối năm lớp 9 thì tôi mới có một người yêu tiếp theo. Đồ con nít quỷ, không lo học hành mà cứ lo ve yêu với chả đương mặt cười. Cảm ơn Trần Đức Hùng nha, cảm ơn bạn. Nét nó không hiện nhỉ, từ từ các bạn để mình chỉnh ấy. Thì đấy, xong lên lớp 9, cuối năm lớp 9 thì tôi nghĩ kỹ lại và có lẽ mình chọn chưa đủ đúng người. Tại sao mình không yêu được lâu? Tôi nghĩ kỹ lại tại sao mình không yêu được lâu, tại sao tình yêu mình không được bền, tại sao mình vẫn chưa tìm được người hợp với mình. Thì lúc đó tôi mới quyết định là chắc chắn là do khoảng cách anh em ạ. Ở gần nhau nhiều quá nên là mẹ không yêu nhau được lâu. Thế là tôi nghĩ là 4 lớp khoảng cách ấy vẫn chưa đủ. Khoảng cách vẫn chưa là đủ. Nên tôi quyết định là, các bạn biết là gì không? Tôi quyết định là yêu khác trường. Các bạn nghe thì có vẻ là thì mẹ tôi đang xàm đồn, tôi nghĩ ra một câu chuyện thì mẹ nó xàm đồn. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại tôi mới nhận ra là tôi cứ yêu kiểu thăng tiến lên cùng lớp, cùng khác lớp, xong rồi các kiểu giống yêu khác trường. Đấy, tôi bây giờ tôi mới nhận ra anh em ạ. Thì bây giờ tôi mới nhận ra mà khác trường đây là khác trường như nào thì nó vẫn là khá là gần thôi, nó không phải là khác hẳn trường nhá anh em. Trường tôi là đường Lương Thế Vinh, tôi có hai cơ sở. Trường tôi có hai cơ sở. Một là cơ sở ở Thanh Xuân, hai là cơ sở ở Nam Trung Yên. Đấy thì tôi học ở Thanh Xuân. Thì lớp 9 tôi quyết định là tôi đấy. Thì đấy anh em biết rồi đấy. Tôi vừa kể rồi đấy. Đi con mẹ. Tôi nhiều tí nhở. Nhưng mà chốt lại đến hết năm lớp 9 thì tình yêu lại là ngắn vãi lộn, ngắn gần như là nhất. Tôi chốt lại bảo ỉ mẹ có khi là mình không phải là do khoảng cách anh em ạ. Tôi mới nhận ra kiểu tôi ngẫm nghĩ một lúc sau khi yêu cái bạn khác trường đấy, bạn đầu tiên khác trường đấy, nhưng mà thời gian đấy là lại ngắn nhất luôn ý. Tình yêu đấy là ngắn nhất. Thì tôi mới nghĩ, tôi ngẫm nghĩ, tôi bỏ ra mất nửa 2 ngày tôi suy nghĩ mà ỉ mẹ có khi đéo phải do khoảng cách đâu Min ạ, đéo phải do khoảng cách đâu Ngọc ạ. Có khi ở cái vấn đề ở đây là do vấn đề là mày chọn người như nào, người ta có hợp với mình hay không, chứ không phải do về số vấn đề về số lượng đâu Bông Min ạ. Mày có thể lấy số lượng bù cho chất lượng, nhưng mà cái vấn đề này rất rất thời gian và rất là làm cho mình phải đau đầu và đau tim anh em, nó rất là suy nghĩ rất là nhiều về vấn đề chọn người, về cách tán gái bịt mẹ đau đầu lắm, tán gái đâu phải dễ đâu, khổ lắm. Đấy thì tôi mới rút ra được chân lý đấy, là bài học kinh nghiệm cấp 2 của tôi. Tôi đéo hiểu học xong cấp 2 tôi học được cái gì, ở các kiến thức gì ở cấp 2, nhưng mà tôi chỉ nhớ được một điều là địt mẹ không phải yêu đương, chuyện yêu đương không phải do khoảng cách, quan trọng là mình yêu nhau như thế nào hay thôi, có mình có hợp nhau hay không hay thôi. Gì mày chỉnh cả nội cái lần chơi chỉnh được đéo ai đâu mà bảo mày chỉnh cũng vẩn, các anh em nói thế mẹ hỏng hết. Hóa ra những cái bạn yêu người yêu cũ hồi xưa đều là rau ở vớ vẩn. Xin than thuyền, đừng có. Thứ nhất, bài học cuộc sống nhá. Sau những năm học và tôi có rất là nhiều người yêu nhá, bài học cuộc sống này. Quốc này anh em, đừng bao giờ nói xấu người yêu cũ. Ok chưa? Đừng bao giờ chửi nhau, cãi nhau với người yêu cũ, nói xấu người yêu cũ khi mà các bạn đã chia tay nhau rồi, không liên quan đến nhau rồi. Ok chưa? Đó. Nhiều hậu quả lắm. Đừng làm như thế. Chưa xác định cưới chưa anh á? Anh nói em rồi, từ hồi cấp 2 anh đã có, trong cái tiềm thức của anh đã có những cái suy nghĩ là anh sẽ không yêu nhiều người rồi, và anh sẽ chỉ yêu một bạn, một người nào đó, mà anh sẽ mong là tình yêu đấy kéo dài thật là lâu thế thôi. Để anh được nếm trải tất cả những hương vị hạnh phúc các kiểu của tình yêu thôi. Nhưng ghét của nào trời trao của đấy, như quy luật tự nhiên đã nói thì chúng ta không thích cái gì thì
ông trời thường trao cho chúng ta những cái thứ đấy. Thế nên là anh không muốn yêu nhiều người, nhưng mà nhiều người vẫn đến với anh đéo hiểu.